Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Mình là Bảo đến từ KTM và Husqvarna Sài Gòn. Và hôm nay thì mình sẽ đem đến cho mọi người một cái mẫu xe nó quen nhưng mà nó cũng lạ. Đây là mẫu 390 Adventure. Và đây là đời xe 2022, đời xe mới nhất hiện tại tại showroom KTM và Husqvarna Sài Gòn luôn. Thì mọi người cùng theo dõi với mình xem trên phiên bản này thì đã có những nâng cấp gì cho chiếc 390 Adventure nha. Đầu tiên thì cái mà mọi người dễ nhận thấy nhất đó chính là cái màu sơn của xe cũng như là cái phần tem xe ở đây. Thì xe đời 2022 sẽ có hai phiên bản màu, một là phiên bản màu cam và xám như thế này, và còn một phiên bản nữa màu xanh thì mình tí nữa mình sẽ để trên này cho mọi người coi. Thì với phiên bản này thì cái được nâng cấp hơn so với những đời trước đó chính là cái phần tem ở đây. Thì phần tem ở đây được sơn lên luôn và được phủ lên một lớp nữa, giúp cho cái phần tem này nó sẽ bám chắc hơn vào xe và mình sẽ không có bị cái tình trạng là bong chóc tem. Cả phần trước và phần sau cũng vậy luôn, tem xe đều được là sơn hết. Và nhìn cái tổng thể của cái xe cũng như là cái phối màu của chữ KTM ở đây thì nhìn cho xe nó một cái cảm giác nó liền lạc hơn, nó cũng nhìn chắc chắn hơn và nhìn nó bụi bặm hơn một tí xíu so với là phiên bản cũ. Thì đó là cái bên ngoài thì xe được thay đổi lại cái màu sơn của xe, còn lại những cái chi tiết khác thì vẫn được giữ nguyên với cái bản đời trước. Thì một số cái trang bị được thay đổi trên xe thì mình có thể kể đến, đó chính là cái phần cái phục ở đây. Thì ở đây mời cameraman mình đi gần lại một tí xíu, mình sẽ thấy ở đây cây phục này thì nó sẽ có thêm được hai cái núm nhỏ nhỏ ở trên đầu đây. Thì cây phục này được KTM nâng cấp hơn, vẫn sử dụng là WB Apex, nhưng mà bây giờ thì đã được một cái tính năng nữa là có thể tinh chỉnh được cái còng red cũng như là cái rebound, tức là độ nén và độ hồi của cây phục. Thì cây phục của 390 Adventure vẫn sử dụng cái hệ thống phục là tách rời ra, một cây là sử dụng để còng red, một cây để sử dụng để rebound, và khi nối lại với nhau thì nó sẽ cùng hoạt động luôn. Rồi phần phục sau thì cũng sẽ được nâng cấp một tí xíu, điều chỉnh được cái mức độ cứng mềm của cây phục nó nằm ở phía dưới này. Mọi người thì sử dụng tool ở trong xe có sẵn luôn, mình sẽ đưa vào đây là mình chỉnh lại cái độ cứng, độ mềm của cây phục này phù hợp với cái cách mình chạy cũng như là cái đường mà mình chạy. Thì đây là một trong những cái nâng cấp đặc biệt nhất và đáng giá nhất trên cái mẫu 390 Adventure 2022 này. Và mọi người nhìn có thể thấy được cái độ hoàn thiện của cây phục này nó rất là tốt, nhìn nó rất là sắc sảo. Cộng với đó là mọi người sẽ thấy có một cái nắp màu cam ở dưới này, nó cho một cái cảm giác giống như là những cái đồ KTM bao vào bạc dành ra, giống như là những cái đồ chơi được trang bị trên những dòng xe lớn hơn. Rồi một cái nâng cấp nữa, một cái thay đổi nữa của 390 Adventure mà phục vụ cho cái việc cảm nhận cái mặt đường của mọi người, đó chính là cái bộ lốp. Bộ vỏ xe thì được sử dụng trên mẫu 390 Adventure 2022 này là Continental TKC70. Thì với cái bộ lốp Duo này thì mình có thể vừa đi on-road vừa đi off-road được luôn. Thì với những cái gai mặn cầu nó khá là lớn như vậy thì mình đi được trong những cái cung đường off-road thì nó sẽ giúp mình bám đường hơn, giúp cho chiếc xe mình có độ ma sát lớn hơn với mặt đường. Nhưng mà cái khoảng trống giữa những cái gai nó sẽ không lớn như là những chiếc lốp off-road mà chuyên dụng, mà nó sẽ vừa phải thì giúp mình đi trên đường trường nó cũng sẽ không gây cái tình trạng là bị rần cái bánh, không bị trượt cái bánh. Và cái lốp này thì mình đánh giá là khá là tốt. Mình sẽ có làm một cái clip test thử cái lốp này trên cả on-road và off-road cho mọi người coi luôn. Nhưng mà chắc phải để một thời gian nữa nha. Thì đó là những cái mà được nâng cấp phía bên ngoài của xe. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn vô một tí xíu, là đi vô những cái phần mềm được nâng cấp trên xe. Thì mời bạn cameraman mình lại gần đây tí xíu, mình sẽ mở cái đồng hồ lên cho mọi người coi thử. Thì đây, hiển thị thì vẫn sẽ giống như đời trước, nhưng mà nếu mà mọi người có để ý kỹ thì bây giờ cái đồng hồ nó đã thêm được một cái dòng nữa. Mà đây, mọi người sẽ thấy ở đây, ngay đây, đó là chính là mode chạy. Thì với 390 Adventure 2022 thì xe đã được nâng cấp để có hai mode chạy. Thì ở đây chúng ta sẽ có mode Street và mode Off-Road. Thì với mode Street thì chúng ta dùng để đi trên những cung đường trường, đi đường nhựa. Còn đối với mode Off-Road thì chúng ta khi mà bật qua thì chúng ta sẽ xin lỗi mọi người, đây, mode Off-Road thì chúng ta sẽ có được một cái tính năng rất là đặc biệt trên chiếc xe này, đó là chính là cái việc mà chúng ta sẽ được tinh chỉnh tự động cái traction control
để chúng ta khi mà đi vào những đường off-road mà không phải là quá xấu, không phải cần đến sự việc tắt các sừng control. Thì đối với cái mode off-road này thì nó sẽ giúp cho chiếc xe của mình điều chỉnh cái mức độ traction control, giảm cái sự can thiệp của traction control vào trong chiếc xe, và làm cho chiếc xe mình đi trong cái cung đường off-road nó thoải mái hơn và nó cũng tăng được tính an toàn. Ngoài ra thì mọi người vẫn sẽ được trang bị một cái hệ thống ABS đến từ Bose. Và ABS này thì mình sẽ có một chế độ đặc biệt hơn tí xíu, đó chính là chế độ off-road. Đây mọi người có thể thấy trên màn hình là mình đang bật qua chế độ off-road. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bắt được traction control nếu mà mọi người đã chuyển qua off-road, đã chuyển qua ABS off-road nhưng mà xe vẫn chưa di chuyển thoải mái trong những cung đường off-road, thì mình có thể tắt luôn cả ABS off-road, cả traction control, chuyển qua chế độ off luôn. Thì chiếc xe này từ những cái tính năng đã được nâng cấp này thì nó giúp tăng thêm cái khả năng vận hành trong những cái cung đường off-road, cũng như là giúp mình có được nhiều cái trải nghiệm hơn ở trên cái cung đường on-road. Thì với cái phục chỉnh được với lốp mới cũng như là với đồng hồ mới thì đây xứng đáng là một trong những cái nâng cấp đáng giá dành cho KTM 390 Adventure. Và có một cái điểm đặc biệt không thay đổi trên chiếc xe này, đó chính là cái việc giá bán sẽ không thay đổi, vẫn chỉ là 236 triệu. Và xe thì đang có sẵn tại showroom KTM và Husqvarna Sài Gòn. Nếu mà mọi người muốn đến xem xe, ngồi thử và chúng ta có thể thử trải nghiệm chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho Bảo, số điện thoại của Bảo thì luôn luôn nằm trên màn hình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.